hứa với tôi là sẽ nuôi dạy nó nên người mà. Tại sao lại để xảy ra chuyện này chứ? Anh là đồ khốn nạn, đồ xấu xa. Đừng yên yên. Tôi tự ý sinh đứa nào. Trong đó tôi không muốn. Cô có quyền gì chửi tôi chứ? Tôi và cô đều khốn nạn giống nhau. Muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, đừng bơi móc quá khứ nữa. Thực ra là... Anh nói đi, anh nói đi. Hay là anh có hình không? Cho tôi coi một chút đi. Chắc là con bé xinh lắm hả? Học cũng giỏi đúng không? Anh làm ơn kể cho tôi nghe một chút đi. Một chút thôi mà, một chút thôi cũng được nữa. Mày chết rồi. Rồi lúc đem nó về một tháng, tự nhiên nó bệnh nặng không qua khỏi. Rồi quên nó đi, hãy sống cuộc đời của mình đi. Anh gạt tôi phải không? Làm gì có chuyện đó. Anh sợ tôi gặp con bé, cho nên anh nói dối tôi phải không? Không đâu, tôi sẽ không gặp đâu. Tôi thề với anh đó, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con bé đâu. Anh làm ơn cho tôi biết nó có ổn không, nó như thế nào hả? Anh làm ơn cho tôi biết đi, tôi xin anh đó. Cô bị điên hả? Nãy giờ tôi nói gì cũng không hiểu sao? Có cần tôi đưa hộ khẩu cho cô coi không? Nó đã chết trước khi tôi làm giấy khai sinh. Thế từ bây giờ trở đi, trước mặt tôi đừng bao giờ nhắc tên con bé bất hạnh đó. Là thật sao? Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Tôi dám nói dối chuyện này với cô sao? Vậy tại sao? Vậy tại sao lúc đó anh cướp con nó khỏi tay tôi chứ? Tại sao lại để nó chết dễ dàng như vậy? Đứa con gái tội nghiệp của tôi, nó còn chưa cai sữa nữa mà. Anh hứa với tôi là sẽ nuôi dạy nó nên người mà. Tại sao lại để xảy ra chuyện này chứ? Anh là đồ khốn nạn, đồ xấu xa. Đừng yên yên. Tôi tự ý sinh đứa nào. Trong khi đó tôi không muốn. Cô có quyền gì chửi tôi chứ? Tôi và cô đều khốn nạn giống nhau. Muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, đừng bơi móc quá khứ nữa. Alo, tôi gọi cô anh Thư không được. Cô có biết cô ấy đi đâu không? À, dạ hồi nãy chị Thư kêu có hẹn. Thay đồ xong là chị đi liền luôn rồi. Cô ấy có nói đi gặp ai không? Dạ không, chị Thư chỉ hỏi em quán Lounge X ở đâu thôi ạ. À, tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Em bị điên rồi sao? Em tính hủy hoại cuộc đời của anh hả? Vậy thì anh cưới em đi. Chỉ cần anh cưới em là xong hết thôi mà. Không phải là anh hứa là sẽ cưới em hay sao? Sao em ngây thơ quá vậy? Lúc mới cô gái, thằng nào mà không lời ngon tiếng ngọt. Làm ơn đi, anh sắp cưới vợ rồi. Em bỏ nó đi, chi phí phẫu thuật bao nhiêu anh trả hết. Làm ơn, làm ơn bỏ nó đi mà. Còn được 4 tháng rồi, anh có biết mình đang nói gì hay không hả? Ngay từ đầu tôi kêu cô phá rồi mà. Được thôi, nếu anh muốn bỏ nó
thì tự tay mà làm đi. Cô, nhanh lên, không phải anh muốn bỏ nó hay sao chứ? Cô điên thiệt rồi. Cô tưởng cô làm như vậy là tôi sẽ cưới cô sao? Cô đừng có mơ. Xin hay không là tùy cô. Sao mà rối quá vậy nè? Con nhỏ nó giống cậu, đẹp, thông minh mà giỏi giang nữa. Không được, không được. Cứ coi là con bé đã chết đi. Nếu như bây giờ mình phải đi tìm con bé, vợ mình biết được là mình chết chắc. Không lẽ là mình sai? Không, tất cả là do Thi Anh, người đàn bà xấu xa, dám đem con bé ra để dọa mình mà. Cô bị lupus ban đỏ. Có trị được không bác sĩ? Bệnh này cũng có thể chuyển biến nặng, dẫn tới suy thận. Cho nên là tôi nghĩ cô phải nhờ người chăm sóc đứa bé để tập trung vào việc điều trị. Cô đưa đứa bé cho tôi. Đưa đứa bé đây cho tôi. Con xin bác, cho con thêm một chút nữa thôi. Hay là cho con thêm vài ngày nữa đi. Nếu cô thương nó, cô đưa nó cho tôi liền đi. Con xin bác, để con cho nó bú lần cuối. Giờ này mà sửa giết gì nữa hả? Mau đưa con bé cho tôi. Con xin bác mà. Con xin bác. Đưa đây. Cháu. Dạ. Giờ này còn nước đó hả? Mau qua xử lý đi. Nhanh lên. Anh sẽ chăm sóc con chú đó. Em tin anh đi. Em an tâm nha. An tâm đi mà. Nghe lời anh đi. Đây, cô mau cầm số vàng này đi chữa bệnh đi. Quên con bé đi và lo làm lại cuộc đời mới. Tôi nói cho cô biết, cô đừng bao giờ tìm thằng Trọng nữa. Nếu cô còn tìm nó là tôi không có tha thứ cho cô đâu. Cô hiểu chưa? Là vợ, xin bác hãy chăm sóc cho nó thật tốt. Là vợ. Hoa Vương xem sớm nhất trên VOON và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel.